Nội thất Đức Thông xin kính chào quý khách. Hôm nay hãy cùng Nội thất Đức Thông tìm hiểu thông tin và chi tiết của mẫu ghế Naver trong video này nhé. Mẫu ghế Naver là dòng ghế được tạo ra bởi hai nhà thiết kế tài ba Rudeno Vukmikulic và Mariza Ruzic và là tác phẩm đạt giải quán quân trong cuộc thi lớn Interior Innovation Award vào năm 2015. Mẫu ghế này gây ấn tượng mạnh với người dùng ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi thiết kế tối giản nhưng đầy gợi cảm với các đường cong mềm mại và chăm chút tỉ mỉ từng đường nét tạo nên vẻ đẹp đầy sức hút. Nổi lên từ năm 2015, sản phẩm ghế Naver đã trở thành một siêu phẩm đang gây bão trên thị trường nội thất và được rất nhiều người tiêu dùng ưa chuộng và lựa chọn sử dụng nhiều cho quán cà phê. Một số ưu điểm nổi bật của ghế Naver. 1. Khung ghế Naver được làm từ gỗ sồi cao cấp. Ghế Naver được làm từ gỗ sồi cao cấp có màu sắc vô cùng đa dạng từ nâu nhạt đến nâu đậm, vàng nhạt đến sọc nâu trên thân với đường vân gỗ đẹp, mặt gỗ thô trông vô cùng mộc mạc nhưng không kém phần sang trọng. Đặc biệt, gỗ sồi còn có những tính năng ưu việt như sau: khả năng chịu máy, bám keo và đinh tốt. Khi phơi sấy ít bị biến dạng như các dòng gỗ khác. Uốn cong dễ dàng và có khả năng chịu lực tốt. 2. Nệm simili cao cấp. Sản phẩm kết hợp với nệm simili cao cấp tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu cho người dùng. Thế mạnh của dòng nệm simili này là khả năng chống nước hiệu quả, có thể lau chùi một cách dễ dàng. Bên cạnh đó, quý khách cũng có thể đổi màu nệm theo ý thích mà không phụ thuộc vào màu sắc tự nhiên. 3. Tính thẩm mỹ cao. Mẫu ghế Naver có kiểu dáng thanh mảnh, bắt mắt nhưng lại vô cùng chắc chắn. Phần lưng được bo cong mềm mại kết hợp với nệm simili sẽ giúp người ngồi thật thư giãn và thoải mái hơn. Phần chân được làm chắc chắn, đảm bảo an toàn khi sử dụng. Hơn nữa, dòng ghế Naver này thích hợp với nhiều mẫu bàn ghế gỗ cà phê, bàn cà phê chân sắt trong nhiều không gian nội thất khác nhau như phòng ăn, phòng làm việc cho đến quán cà phê, trà sữa, quán ăn hay nhà hàng, khách sạn sang trọng. Để tối ưu quyền lợi cho mọi khách hàng, Nội thất Đức Thông xin tư vấn miễn phí, bảo hành sản phẩm ghế một đổi một khi ghế bị lỗi, dịch vụ miễn phí vận chuyển khu vực Bình Dương, Hồ Chí Minh. Khách hàng được mua sản phẩm chất lượng tốt, xứng đáng với mức đầu tư. Nếu bạn đang cần mua ghế Naver với chất lượng, giá tốt thì liên hệ với Nội thất Đức Thông qua số hotline 0909855844 để được hỗ trợ tư vấn mua hàng nhanh chóng. Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng Nội thất Đức Thông. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách vào những video mẫu sản phẩm mới tiếp theo.